Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel TV OYO ha. Thì mình là Khánh, tiếp tục một cái series rất được mọi người ủng hộ, đó là series lục hàng Thiên Vũ, xem là có hàng nào để giá tốt để đưa đến cho mọi người. Thì hôm nay mình lại tìm ra được một sản phẩm mới được đưa đến cho mọi người. Dòng sản phẩm này là gì thì theo chân mình nhá. Ok. À đây, cái cặp mà bữa mình có review đây, cặp A190JBL đây. Mới review, cái clip đó mới đưa lên tầm 2 tiếng là khách đặt cọc rồi, để sẵn đọc, để thùng sẵn đây rồi thì cuối tuần sẽ qua lấy. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi và ủng hộ Thiên Vũ trong suốt quá trình Thiên Vũ từ lúc thành lập đến giờ. Thì không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ cho mọi người coi là cái sản phẩm này là gì nhá. Đây, một bộ micro karaoke nha mọi người. Mình sẽ khui cho mọi người coi. Trước mặt mình đây là một bộ micro về karaoke ha. Một bộ micro UGX9 3 la mã. Không phải mic chính hãng nha. Mình cũng nói trước luôn, đây không phải mic chính hãng. Mình sẽ chỉ đọc phần dưới thôi là UGX9 3 la mã. Ok, những dòng mic này thì chắc là mọi người cũng quá quen thuộc trên thị trường rồi. Bởi vì những dòng mic này là những dòng kiểu dạng là OEM bên Trung Quốc về. Chất lượng thì sẽ tùy theo mỗi cái đơn vị OEM sẽ như thế nào, chọn cái linh kiện như thế nào, như là chọn đầu mic như thế nào, chọn cục thu như thế nào, chọn tần số như thế nào, tóm lại là cái giá đầu vào như thế nào để cho ra cái chất lượng tương xứng. Nên là nhiều khi là dòng UGX9 này lại nhiều khi lại tốt hơn 3 la mã này của bên Thiên Vũ bán. Nhiều khi nó lại tốt hơn những dòng UGX10, 11, 12 ví dụ gì đó. Vì thật ra cái này là dòng OEM nên thật ra là cái nhà mà muốn đặt tên như thế nào cũng được, thật là muốn đặt tên như thế nào cũng được, chúng chả có căn cứ ở đâu là cái số là càng lớn càng xịn cả. Ok, thì bạn coi phim có thể quay gần đây một xíu, mình sẽ khui một cái thùng mới hoàn toàn cho mọi người coi. Thì đây đó, như mọi người thấy không, một cái cuốn sách hướng dẫn, nói chung là toàn chữ Trung Quốc thôi. Ok, bỏ qua đây. Cặp mic này, đây cặp mic này, nếu mà mọi người coi Thiên Vũ lâu rồi mọi người sẽ biết ngay cặp mic này Thiên Vũ bán chắc phải từ năm 2020 đến giờ luôn đó. Rất là nhiều cụm nguồn, đây là cụm nguồn của micro nè, không có gì nè. Một cái dây hai đầu 6 ly dành cho micro nhé. Rồi này, cái chống lăn nè. Đây, cái tay mic đây, mọi người thường quan tâm đến cái tay mic này trông như thế nào thì mình sẽ mở cho mọi người coi. Đây, cái dạng này là dạng tay mic màu xanh. Màu xanh này dạng là xanh mờ nha mọi người. Xanh mờ chứ không phải xanh bóng. Mình thật ra bên mình không có thích cái dạng mà mic nó bóng bóng. Bên mình thích kiểu dạng mờ mờ này hơn, nhìn nó sang hơn. Rồi cái miếng trên này nó cũng là kiểu đen mờ nè mọi người, cái trên đầu mic này, đầu này nó là đen mờ nha. Đó, ok ha. Thì tháo ra, bên trong thì là chứa pin thôi. Ok, không có vấn đề gì. Rồi, nói chung là những cái bộ mic này mình bán đến cho mọi người là sẽ là mic hoàn toàn mới 100% nha, chứ không phải là hàng đã demo hay qua sử dụng. Mình nói rõ luôn, ngay từ đầu clip là vậy. Tức là hàng này là hàng mới 100%. Đây, đầu mic nó đây. Có mã đầu mic đàng hoàng nha mọi người. Thì mình không rõ mã này nó có ý nghĩa gì, nhưng mà đó, thì cái đầu mic nó là sẽ là như thế này. Ok ha. Rồi, chất lượng thì chắc là mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ mọi người test đi ha. Nhưng mà thật ra micro này test đầu mic, test mic cũng hơi khó, bởi vì là mỗi cái dòng loa nó có một chất âm khác nhau nữa. Nên là bây giờ mọi người test, nhiều khi mọi người test ở Thiên Vũ á, có những cái loa, nếu trừ khi là mọi người đang xài những cái loa mà Thiên Vũ đang có thì mọi người test sẽ chính xác hơn. Chứ còn nếu mà mọi người test những cái loa nào Thiên Vũ không có ở cửa hàng thì cũng hơi khó, tại vì mỗi loa mỗi kiểu, rồi chưa kể setup âm thanh nó cũng khác nhau nữa chứ không phải là giống nhau. Ok, còn đây là cái đầu thu ha. Thường một bộ micro không dây nó sẽ có hai thành phần nha mọi người, một là hai cái mic chắc chắn rồi, thứ hai nữa là một cái đầu thu như vậy. Đầu thu này tức là đầu thu bắt sóng nha mọi người. Đó, đây là một cái đầu thu bắt sóng, tức là sao, tức là cái cây mic này sẽ khi mọi người bỏ pin vào nó sẽ phát sóng ra. Đây là bộ phát và đây là bộ nhận, đây là bộ nhận sóng. Thì cần nhận sóng thì mình sẽ cần hai cái anten như vậy, đó, gắn đằng sau. Thì thường mọi người để ý là anten mà càng nhiều thì bắt sóng nó sẽ càng xa. Tuy nhiên đây là bộ gia đình thì sẽ chỉ có hai cái anten thôi, là nói chung là đã khá đủ cho cái này rồi. Đó, thì đây nút nguồn mở lên bình thường ha. Thì cái này nó chỉ là hai channel, đây là cái nút IR mà để kiểu bắt sóng lại á, kiểu như là nếu mà trong quá trình xài nó bị rớt sóng ra thì lúc nào cũng có một cái bộ IR như thế này để mình bắt sóng lại thôi.
Đó, nó chỉ là một bộ mic đơn giản thôi. Đằng sau lưng nó này, nó là hai bộ cáp băng ten này. Có một cái dây 6 ly này và hai đường canon. Hai đường canon này tức là sao? Tức là nó dành riêng cho hai đường mic, chẳng hạn như khách nào mà thích set hai mic hai kiểu khác nhau á. Tức là không muốn hai mic giống nhau mà muốn một mic này dành cho nam, một mic này dành cho nữ, ví dụ vậy đi. Là hai setup riêng á thì sẽ cắm hai đường mic. Đó. Còn nếu mà mọi người không có thích rườm rà, mọi người thích nó giống nhau hết trơn thì mọi người lấy đường 6 ly. Tức là hai mic y chang nhau, không khác gì hết. Đó. Thì thường gia đình mình thấy là xài 6 ly nhiều, chứ còn canon này thì dành cho sân khấu nhiều hơn. Bởi vì là rất là mệt khi là chỉnh hai cái khác nhau. Bởi vì lúc đó mình phải lựa xem cái mic nào là cái mic của mình nữa. Rất là phiền. Ok. Bộ này nó cũng cho pin luôn, pin là pin tiểu dành cho micro nha. Pin micro này thì mọi người đừng có quan trọng về việc là xài pin sạc hay là pin thường. Thứ nhất là pin này nó chỉ ảnh hưởng đến cái việc là mọi người xài cái mic nó được lâu hay không. Nếu mà mọi người xài pin xài một lần á thì mọi người tránh xài những dòng pin như pin của nó đi, ví dụ đi. Thì cái vòng pin nó thứ nhất là cái nó rẻ thì rẻ thiệt ra, nhưng mà thứ nhất là cái dung lượng pin của nó thấp lắm, xài nó hết rất là nhanh. Thứ hai nữa là dòng pin của nó là cái dòng pin chảy nước kinh khủng nhất, không biết bây giờ như thế nào, nhưng mà ngày xưa pin của nó chảy pin chảy nước kinh khủng luôn. Để trong micro thời gian là mọi người không xài đến á, mà mọi người để nguyên trong mọi người không lấy pin ra là nó chảy nước, nó hư luôn cái micro. Thì khách bên mình bị hư micro khá nhiều vì cái vụ pin của nó. Nên là mọi người xài micro mà cũng để ý xuống cho mình là nếu mọi người thời gian dài mọi người hát xong, có người hát xong rồi mọi người không hát nữa thì mọi người tháo pin ra cho mình ha, tháo pin ra. Và thường micro thì mình vẫn khuyên mọi người nếu mọi người không hát nhiều, lâu lâu mới hát một lần thì thường là gia đình như vậy, thì mọi người cứ xài pin xài dùng một lần cho mình, mua cái hộp nó không nhiều tiền hết trơn á, để đó xài. Bởi vì là cái pin này khi mọi người còn đóng gói như thế này á, thì chưa xài á thì nó để mãi chả bị gì đâu, nó không ảnh hưởng nhất. Khi nào mình trong mình xài mình nó mới tính. Nên chứ còn mấy cái pin sạc á, thật ra pin sạc mọi người đừng nghĩ là pin sạc là mua rồi bền rồi xài một lần rồi thôi, không có đâu. Pin sạc để thời gian cũng hư à. Pin sạc bên mình bán rồi, xài 500 ngàn bộ á, 4 viên pin cộng cùng một cái đốc sạc. Xài thời gian nó cũng bị chai pin cũng hư, lại phải mua cái đốc mới à. Tính ra là cái số tiền nó còn tốn hơn cái xài cái bình thường này rất là nhiều. Nên là tốt nhất là mình cứ xài bình thường thì mình xài mấy cái Duracell hoặc là những cái Maxwell gì đó, mình thấy là nó tương đối tốt rồi. Không nhất thiết là phải xài pin sạc đâu ha. Rồi, trở lại với vấn đề chính ha. Micro này thì hiện tại giá lẻ bên mình đang là 2.800.000 một bộ à. Tuy nhiên mình đang muốn là coi như là đẩy thanh lý cho nó xong cái mã này để mình làm một cái mã khác nó chất lượng tốt hơn, nó new 2023 hơn một chút xíu. Thì mình đang có chương trình gọi là ưu đãi giá cho mọi người, nó mua một mic này với giá chỉ là 1.990.000. Thì mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ, mọi người trải nghiệm, mọi người xem hàng và đánh giá chất lượng của nó như thế nào, có xứng đáng với cái giá tiền này không thì mọi người quyết định thôi. À quên, vì mic này là mic mới 100% nên mình vẫn bảo hành cho mọi người 1 năm nha. Nó khác với những cái đợt thanh lý đợt trước là mình sẽ bảo hành cho mọi người chỉ là 1 tháng hoặc là 3 tháng gì thôi. Dòng này là dòng mới 100%, mình khui thùng ra nên bảo hành vẫn là 1 năm. Mọi người yên tâm ha. Ok, tổng kết lại thì đây là một mic giá thành rất là hợp lý dành cho khách hàng sử dụng những bộ karaoke gia đình tại nhà. Những khách hàng nào mà xài những bộ karaoke lâu rồi mà cái mic nó bị hư hoặc là chất lượng nó xuống cấp thì mình có thể thay một mic mới. Chất lượng vẫn rất tốt, sóng rất là tốt dành cho một cái bộ dàn karaoke gia đình. Thì mọi người có thể đến ngay showroom Thiên Vũ để mọi người trải nghiệm dòng sản phẩm này và đưa ra quyết định của mình. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.